Xin chào tất cả các anh em nha, video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyên này góp nhận 0.3 tốc cần có cái hiệu là GFIT. Đây là một chương trình này góp rất là ngon các bạn. Một ETH bằng 50 GFDT nữa các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ ETH của mình ra nè. Mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Thì trước đây mình hơi chẳng biết như thế này mà không thấy về đây còn đúng các bạn, quan bó chút ít thời gian nha các bạn. Rồi các bạn copy đi ETH của mình nè. Rồi các bạn, thì các bạn click chiếc phần link mô tả của mình thì ra một cái giao diện như thế này nè. Rồi các bạn duyệt bắt cái địa chỉ ETH của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm nút submit thôi. Ok, mình đã nhận được 0.3 token CFDT nè các bạn. Đây thì các bạn chỉ play phim ghép và chia sẻ cho bạn bè những người thân kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.